This is World Harvest Radio, the international voice of Lassie Broadcasting. We would like to hear from you. Send your reception reports or QSL response to World Harvest Radio, Post Office Box 12, South Bend, Indiana, 46624-USA. Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 30 phút, chính là 930 km. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhìn không ngừng tương tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến khi kết thúc này là một cầu phát động để cùng nhau trao đổi lòng đẹp trên quê này cho tình rất đồng bào, cho tự do và phát triển. Nhận được những ý kiến và tham gia của quý khán giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý khán giả, ông có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net.